Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và dạ, hôm nay nhóm chúng em chúng cháu cũng có nhân viên gặp được chú Tư là chú Tư Lãnh, thì được phép thì hỏi chú Tư Lãnh nha vài điều trong Phật Pháp. Là ở trong sấm giảng có nói là miên hoa mà tại sao mà có 7 ngày bật lối chạy chăng, thì cái điều này là không biết là lý do như thế nào, thì nhưng mà chú Tư diễn giải cho bà con được biết. Và dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Chúng lãnh xin chào cô bác anh chị em đồng đạo trong nước và ngoài nước gần xa kính mến. Thì vừa rồi đồng đạo hỏi cái câu cũng hơi quá ngặt mà không biết trả lời phải không nữa, cho nên có gì mong quý vị cũng thông cảm. Tại sao mà khi mà miên mà nó dậy rồi sấm nổ rồi lại bật lối trời căng 7 ngày 7 đêm? Cái đó là trong kinh của Đức Phật nói. Thì xin thưa với quý vị, mình theo như cái sự hiểu của Nguyễn Lãnh đó, thì khi mà miên mà nó dậy xuống để nó tấn công Việt Nam của mình đó, thì kể như là gắt cực kỳ. Bởi vì cái loại vũ khí tối tân bây giờ là nó bắn trước tan nát hết trơn rồi là bắt đầu miên nó mới đi cái quân bộ nó đi sau. Bởi vì máy bay là nó bay trước rồi nó bắn là những cái loại đạn bây giờ là cách là năm thước một trái đều rang luôn như là tỉa bắp vậy đó. Rồi hỏi bà con mình đi, làm sao mình trốn được nào khỏi đây? Kể như là chỉ có là trời đất với độ mình với mình tu cái công đức là mới khỏi thôi, chứ kể như không có đường nào khỏi. Bởi vì trên máy bay mà nó bắn xuống đó là nó bắn cái loại mà đạn bây giờ đó là cách năm thước cái đều rang như vậy đó. Rồi làm sao mình trốn? Cho nên khi mà nó dậy xuống đó, dậy xuống là tất nhiên là nó theo căn cứ theo cái bức đồ thơ của Đức Bổn Sư đó, thì nó quýnh chạm vô cái vách ở tà lọt ở bên dây mặt trời lặn bên lương phi đó quý vị, quýnh chạm vô cái đó là nó dội xuống đó là 500 tháng bom đó. Cho nên làm cho rồng đau rồng chuyển mình, cho nên là tiếng sấm thứ nhất nổ. Thì tiếng sấm thứ nhất nổ như vậy là bật lối trời trăng 7 ngày 7 đêm, đê mê bất tỉnh. Thì cái như lúc đó không còn biết là vợ chồng hay là con cái hay dòng họ anh em gì nữa trơn, kể như đê mê bất tỉnh là cũng như mất trí luôn, không còn biết gì trơn. Bởi vì cái tiếng nổ quá khứ nó làm cho mình có thể ra máu lỗ tai luôn, chứ không phải vừa đâu. Thì trong cái thời gian mà bật lối trời trăng 7 ngày 7 đêm đó, là trong đó nó có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất đó, là ma quỷ nó xuất hiện. Nó xuất hiện là kể như là dữ dội luôn. Để bởi vì trong lúc đó là cái tụi bằng môn tả đạo mà tam thiên lục quá là nó sẽ tấn công chúng ta bằng cái phép nữa. Cho nên trời đất mới khiến là cho tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm là để che phức cái tầm nhìn của nó. Phức cái tầm nhìn của nó bớt đi để thôi nó sát hại cái sinh linh dữ lắm luôn. Cho nên vì vậy mà mới là bật lối trời trăng là 7 ngày 7 đêm. Để cũng như là che cái bóng tối không cho nó thấy, để che chở những người tu hành. Thì xin thưa với quý vị mình, những cái điều mà Đức Phật đã nói thì hoàn toàn đều có hết, nhưng mà chưa biết nó xảy ra lúc nào, thì mình cần nên tu lẹ lẹ mau mau đi. Mình tu lẹ mau chừng nào thì cái công đức mình nó nhiều chừng nấy. Cũng như mình ráng mặn đi thì mình mặn nhiều nào tiền mình nhiều nấy. Nói vậy. Cho nên mình ráng tu siết đi. Tu siết là tất nhiên là xin đấy. Xin cúng lại rồi xin làm phước rồi xin sửa cái tâm. Tiếp vô mình sửa chừng nào mà mình hết cái vọng tưởng đó quý vị,
hết cái vọng tưởng là lúc đó là mình ngon rồi đó, là công đức vô lượng rồi đó nha. Cho nên từ cái phước đức trời đất chư thần che chở cho mình mới có thể qua khỏi thôi. Chứ kể như là không có ai mà nói là không có tu rồi là đừng có nói mà ai mà trốn khỏi Pháp Không Mạnh. Hỏi cái đạn mà nó bắn ra là cách 5 thước một trái, 5 thước một trái vậy, rồi hỏi cái chạy đường nào xích. Không có đường nào xích nó nổi. Cho nên vì vậy mà Đức Phật đã kêu mình ráng tu để sau này là nhiều khi mình đứng đó chứ nó cũng không thấy mình. Tại vì nó có cái phép, có cái phép của Đức Phật đã che mình, thành ra nó không thấy được. Cũng như kể cái mẫu chuyện ngắn như hồi xưa đó, mẫu chuyện ngắn chút thôi. Khi mà Đức Thầy mà dẫn Đức Ông đi núi Tà Lên, thì ở dưới này đi lên thì cái chiếc xe Pháp ở trên nó chạy xuống. Là lúc đó Đức Ông sợ quýu trên, cho nên là nó chạy ngang, nó gặp rồi nó bắn rồi sao. Cho nên Đức Thầy mới nói ông cả đừng sợ, ông đứng chỗ này đi, tôi lại đằng kia. Thì xe Pháp nó chạy ngang, nó đâu có thấy ai đâu. Mà lúc đó tụi mẹ ông cả ông sợ quýu trên. Cho nên là từ cái phép của Đức Phật mà đã che con mắt nó đâu có thấy được. Cho nên mình tu sau này nó cũng vậy đó quý vị. Ráng tu đi rồi sau này mình vui lắm. Mà khi mà mình lên cái hội Long Hoa mà để mình thi đó, là thi cái công đức đó quý vị. Bởi vì Đức Thầy đã xuống đây đã dạy cho mình tu, là tất nhiên Đức Thầy là ban giám khảo sau này để chấm thi cho mình. Thì mình tranh thủ để tu cho ngon đi, rồi lúc đó mà Đức Thầy chấm mình 10 điểm rồi, lúc đó là nào là Phật Tiên Thánh mừng rỡ, rồi củ quyền của mình mừng rỡ, rồi được ban thưởng. Thì lúc đó mình cũng như là mình cũng như mình đậu trạng nguyên. Vui lắm. Chúc thật đẹp chứ ha. Cũng như đậu trạng nguyên là dòng họ là củ quyền anh em mừng rỡ, rồi Phật Tiên Thánh ban thưởng tùm lum cây. Cho nên là ráng tu đi, rồi chút xíu nữa chứ không có xa. Dạ thì Nam Mô Di Đà Phật thì